dặm tràng đó mới chuyển sang chơi, tỏ ý thần tiên khá nhận lời. Quyền pháp thâm trầm thâm bất tuyệt, vô vi chánh đạo hỡi người ơi. Người ơi, chân lý thầm lâu đời, thâm cảnh diệu quyền hẹn một nơi. Hòa mặt trung ương tam điệp khách, đợi chờ thiên luật mới về ngơi. Về ngơi chốn ấy rõ như lời, nào lão có bài chuyện khuấy chơi, vẽ việc trời xanh cho đó biết, một lòng gắn chặt chẳng xa lơi. Xa lơi đạo đức khổ tâm hàng tháng ở tại hàng Phật tử lão thiết tha, mong xế tà tây ôi lắm thể giả hiền, cất bút mượn thi ca. Thi ca nhiều nẻo thẩm rồi đã, hồi tỷ sư thần giải chuyện xa. Lánh thế chẳng bài danh lão sĩ, ngày nay các chỗ ngộ cuồng ca. Dặm tràng đó mới chuyển sang chơi, tỏ ý thần tiên khá nhận lời. Quyền pháp thâm trầm thâm bất tuyệt, vô vi chánh đạo hỡi người ơi. Người ơi, chân lý thầm lâu đời, thâm cảnh diệu quyền hẹn một nơi. Hòa mặt trung ương tam điệp khách, đợi chờ thiên luật mới về ngơi. Về ngơi chốn ấy rõ như lời, nào lão có bài chuyện khuấy chơi, vẽ việc trời xanh cho đó biết, một lòng gắn chặt chẳng xa lơi. Xa lơi đạo đức khổ tâm à, học cũ ít bài lão thiết tha. Thưa quý vị, Tùng Quê kính chào toàn thể quý vị thân mến, chào bà con xa gần, chào những người thân quen trên kênh Tùng Quê. Thưa quý vị, hôm nay thì Tùng Quê hiện tại khoảng 9 giờ rưỡi Tùng Quê có mặt ở tại An Hòa Tự Phật Giáo Hoàng Hảo Chùa Thầy. Thưa quý vị, thì Tùng Quê sẽ cập nhật vào hôm nay là ngày 16 tháng 3 2024 âm lịch, nhân dịp ngày giỗ của Đức Ông Quỳnh Công Bộ. Kính thưa quý vị, đó là thân sinh của Đức Thầy. Lời nói đầu tiên Tùng Quê kính chúc toàn thể quý vị gần xa một ngày mới an lành, hạnh phúc, bình an, hanh thông các công việc của quý vị, và luôn được sự chở che của Đức Phật và Linh Đức Thầy. Phải nói là bầu không khí ở tại chùa hôm nay cũng rất là vui, bởi vì nhân dịp ngày giỗ của Đức Ông mà tất cả bà con đi tổ đình dự lễ giỗ rồi cũng đến chùa. Kính thưa quý vị, vậy kính mời quý vị theo dõi Tùng Quê để mà chúng ta xem chùa hôm nay bà con mình đi chùa như thế nào, rồi xem là các sự kiện xung quanh chùa chuẩn bị để mà đón khách vào những ngày giỗ, vào hai ngày giỗ của Đức Ông, đó là ngày mùng 6 là ngày nay, ngày mai là mùng 7. Quý vị,
thì tại chùa cũng phải chuẩn bị để mà để có đón khách từ ở tổ đình về đây, tại vì nhân dịp và đi tổ đình thì bà con mình cũng sẽ trở về chùa để lễ Phật viếng thầy. Kính thưa quý vị, giờ đây thì kính mời quý vị vào bên trong Nam Mô A Di Đà Phật. Tùng quê thấy bà con mình cũng đang ở bên ngoài rất là đông. Tùng quê đã vào bên trong rồi quý vị. Hiện tại thì bà con mình thấy bà con mình cũng là lạ chứ không có phải là người ở gần địa phương. Kính mời quý vị hướng đến tam bảo thỉnh lễ, kính đến các chư Phật thỉnh lễ, kính mời thỉnh lễ Đức Thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, vừa qua thì các anh Hương Đăng mình cũng gặp mình cũng mừng. Bà con về đang tập trung về chùa cũng đông lắm, vì tất cả mọi người mà đi tổ đình đều trở về chùa để mà lễ bái nhân người. Kính thưa quý vị, kính mời quý vị đảnh lễ Đức Phật Di Lặc. Hiện giờ các thợ cắm bông phía sau đang cắm bông nha quý vị, nên bàn thờ hiện tại chưa có bông. Nam mô A Di Đà Phật. Kính mời quý vị đảnh lễ Đức Thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị khi mà đến nơi chân dung thầy, quý vị nhớ là quý vị chỉ xá và lễ lại việc chỉ xá mà thôi, không được lễ lại nha quý vị. Miễn lại chỉ xá và nguyện. Kính mời quý vị đảnh lễ Đức Phật Thầy. Kính thưa quý vị thân mến, thì nơi Đức Phật Thầy Tây An chúng tôi cũng được biết là hai chân đèn để hai bên, quý vị thấy hai chân đèn này là do một vị ở Long An, đó là cô Bảy. Cô Bảy này đứng ra cùng với một số đồng bạn bè với là tặng nơi nơi ngôi thờ của Đức Phật Thầy Tây An hai cái chân đèn. Quý vị, hai chân đèn thấy rất là đẹp đó.
đó là cô Bảy ở Long An, cùng với một số người thân quen đã hiến tặng cặp đèn rất là đẹp. Chào hai anh Hương Đăng. Chào. Dạ. Thấy bà con mình bữa nay đi đông á hai anh á. Quá đông. Nay là đám giỗ tiên sườn cho Đức Ông nè. Dạ đúng rồi. Bà con ghé chùa đây rồi ta lên tỉnh thì chiều nay ta cũng đến chiều. Dạ đúng rồi. Ngày mai cúng xong rồi thì buổi chiều ta về đây ta cúng chùa. Cúng đông nữa hả? Ngày mai cúng chánh. À, nhưng mà buổi chiều vẫn đông luôn. À, buổi chiều thì ta cúng Đức Ông rồi tổ định rồi ta xuống chùa. À dạ. Nam mô Di Đà Phật. Bây giờ thì ta đi thì ta chưa cúng mâm chiều nè, còn sớm mình ta ghé chùa ta cúng nè. À đúng rồi. Chiều rồi bắt đầu đỡ một qua một giờ ta mới cúng mâm chiều. Rồi chúc hai anh mạnh khỏe. Bây giờ có ai đông không? Hay có hai anh à? Thì cũng có ba bốn người lên rồi, bữa nay mắc học tôn chỉ cho anh mấy người. À vậy hả? Dạ. Đúng rồi, học tôn chỉ cho anh đó ha. Dạ, học tôn chỉ cho anh mấy à, người. À dạ. Thôi, mình chúc hai anh mạnh khỏe nha. À, chúc chùm quê được vui tươi khỏe mạnh. Rồi chào. Ok. À, nơi chân dung Đức Thầy thì quý vị nhớ là chỉ xá và đứng nguyện chứ không có quỳ mà cũng không có lại nha quý vị. À, để hai chữ miễn lại. Bà con này mình thấy thì cũng rất là xa xa, không phải người ở đây. Bên này bà con mình đi lễ Đức Ông và tiến kiến chùa rất là đông luôn. Và bây giờ thì đường quay chắc có thể đi lui trở ra để mình quay những sự kiện bên ngoài nhắn đi. Rồi, chào chị. À, kính thưa quý vị thân mến, à, thấy bà con mình đang ngồi ở ngoài à, những cái bóng cây. Hôm nay thì à, nơi nhà lưu niệm cũng không có mở cửa nha quý vị. À, tại vì à, hôm nay không phải là ngày 14, 15 cũng không phải ngày 29, 30 nên tổ đình không à, nơi à, nhà lưu niệm không có mở cửa. Nơi đây là nơi Đông Lan, nơi làm việc của ban quản tự nha. À, cái đồ gì hiện tại chúng tôi đã vào chơi tiếp tăng rồi. Thôi chào các anh. Chào. Bữa nay lễ đám giỗ của Đức Ông hình như bà con mình đông quá. Rất là đông. Chúng tôi dắt sáng có lên trên tổ đình thấy đông thật là đông. Hiện tại thì ban quản tự mình nhìn vô bữa nay thấy mới quá quý vị. Mới sơn đổi quá 2-3 bữa rồi. Thì anh Ba Phước và anh Sự là ban tiếp tăng ở đây, còn anh Hùng mình là bên Hưng Đăng. Anh cũng quản hả anh? Bữa nay mình có lên chương trình học cho không? Dạ học mới xong mới xuống. Dạ. Trả bài rồi xuống. Có trả bài luôn hả? Có chứ. Trả bài thuộc không? Tao mình tôn chỉ thuộc hết. Tao quá tài, tao hay quá. Khá chí tâm học hành kinh sám, mình thầy dạy mình học hành kinh sám. Có ba, nhà ông ba lúc mà ông ba ông kêu đó là bắt đầu học luôn. Thời ông ba ông nói học tôn chỉ trước, mình tôn chỉ không học. Càng nhắc nó học tôn chỉ không học thì không biết điều gì. Bởi vì mình trẻ nhỏ là học cầm điện thoại nghe luôn. À nơi ban quản tự cũng có chân dung thầy, kính mời quý vị thỉnh lễ Nam mô Di Đà Phật.
Dạ thôi xong. Rồi chào các anh nha. Chúc các anh khỏe để tiếp khách. Rồi, chào anh. Rồi giờ đây thì tụi quê lui trở ra để mà mình hiện tại mình thấy tổ cắm bông mình đang thực hiện chương trình cắm bông của gì nhân ngày giỗ của Đức Ông, thì tại chùa cũng đang chuẩn bị cắm bông để thay lại. Ơi dạ ơi, kính chào quý vị. Kính chào các thợ cắm bông của chúng tôi. Có những bình bông rất là đẹp nha quý vị. Bữa nay sao tập trung nhiều thợ? Ô có thợ nữa hả? Tập trung nhiều thợ quá. Có thợ nhàn luôn. Còn thợ này lâu lâu mới gặp lần nè. Hôm nay trốn nè. Thôi mô Phật, tí nào cũng có chứ. Có ngàn mấy lần luôn, không gặp nha. Bởi vì là đi quay ai không mà không quay này không gặp. Dạ, tôi nhớ, nhớ gì kỳ rồi, không có phải không nhà? Có, hả? Ủa, như vậy là bữa nay mùng 6, như là mình cấm rồi tới ngày 13 cũng phải cấm lại ha? Rồi, 13 phải cấm nữa rồi. Người đẹp ở đây mà không quay đi đâu á. Ai? Ai là người đẹp? Chỉ coi. Trời ơi, ghê quá ghê. Không dám chỉ luôn. Các thợ cắm bông mình tranh thủ cắm cái gì khách đông quá mà bàn thờ hiện giờ chưa có bông. Dạ. Cái thưa quý vị, theo thường lệ thì vào những ngày này là không có cấm nha quý vị, nhưng mà đặc biệt thì hôm nay chuẩn bị lễ giỗ của Đức Ông nên các thầy cúng bông đã tập trung về. Hôm nay là cắm bông vào ngày 6 nha quý vị. Ngày mới bà con đến chùa cúng rất là đông nên có bông mới. Kính thưa quý vị, hàng tháng ở tại An Hòa Tự có chương trình học tôn chỉ. Thì hiện tại hôm nay là mùng 6 âm lịch. Hàng tháng thì tại An Hòa Tự có chương trình học tôn chỉ nha quý vị. Đây là chùa của gia đình Đức. Hiện nay có những tin cho con gái của có những lúc chúng tôi thì không có bộ phận quay chương trình học tập chính này nên chúng tôi không có quay trực tiếp mà chỉ quay sơ lược thôi nhé quý vị. Chúng tôi sẽ luôn cho ra Nam Mô gì đó. Cái đồ vị hôm nay thì nơi đây cũng có một cái bàn cho thuốc nha quý vị. Có một cái vị trí cho thuốc tây. Kính mời quý vị tiếp theo mình đi rằng sao qua sự kiện phía sau như thế nào. Bà con mình hiện tại nơi tiếp bàn của bà con tự cũng rất là đông nha quý vị. Kính thưa quý vị, bà con đang dùng cơm cũng khá đông nơi đây. Bà con này ở xa đến rồi. Đồ ăn
đồ ăn rất là ngon nha quý vị. Trọng đây nè, trọng bên đây nè, muốn lấy đó. À, các quý vị thân mến, hiện tại thì nơi đãi ăn của chị Hai Xà đang chuẩn bị dọn những mâm cơm rất là ngon. Có trái cây luôn quý vị. Ủa? Sao? Từ sáng giờ làm gì? Nhiều lắm. Ồ, bà con mình đi quá khứ đông rồi nè. Chào phái đoàn của ông chú mình. Dạ, Năm Sang. Năm Sang, dạ. Bữa nay đi chùa. Dạ, đi đám dỗ Đức Ông. Đức Ông. Dạ. Dạ. Sao? Nhiều lắm. Sáng giờ làm gì? Vậy hả? Tại giờ sáng ở Tu Đình, sáng giờ ở Tu Đình. Bữa nay ngày chánh mà phải ở Tu Đình. Thấy không? Nhưng mà vậy mà người ta đông ghê luôn á. Bữa nay này anh xuống đây cũng đông rồi. Dạ. Ủa bữa nay sao đặc biệt đãi cơm lại có dĩa trái cây là sao? Bữa nay học qua gì đó. Học tôn chỉ. Không. Anh coi. Nhưng mà tại sao có dĩa trái cây? Bữa nay có trái cây nhỏ luôn. Quá nhiều. Đem có trái cây luôn. Dạ. Bữa nay cho mình tới 3 cơm. Rồi em mới đem cơm. Rồi bữa nay như vậy là mình nấu chuẩn bị cho ngày mai hay gì mà công chuyện nhiều. Bữa nay mình nấu sáng giờ xong rồi đó. Rồi ngày mai có chuẩn bị gì không? Mấy năm. Ngày mai. Miễn ngày mai mà có là mình làm rồi. Dạ. Tiếp tục hoài đến hai anh. Bây giờ ông ngoại không còn làm gì nữa hả? Cũng mà lại xẹo ngoại anh. Vậy hả? Đi ra coi coi tình hình con sao? Dạ. Ồ, đâu cải hành hẹ. Để tôi bỏ không quá ông ơi. Rau cải hành hẹ ở đâu? Ông ơi, ông ơi. Đè ngô, rau thì ngon dữ vậy hả? Dạ hả? Đà Lạt luôn á hả? Đà Lạt luôn á. Ồ vậy sao? Quá ngon rồi nè. Đà Lạt mới vô đó anh ơi. Ừ. Còn anh ngồi đây hả? Ngồi đây. Đó hả? Quýt hả? Quýt. Ồ có đâu cha? Rồi rau muống, rau muống. Bữa nay có công tác gì không? Sáng giờ chở hai xe cát, sáng làm mã cái này chở rồi. Vậy hả? Này quá ú rồi. Hình như rau này nó cho mình hả? Nó cho mình hả? Ừ. Mình gửi bị con ngày mai có khách nên mình nấu nữa. Bởi vì có khách sao không? Người mời khách xong đó. Dạ. Ừ. Em mời đám dỗ đó. Ừ. Bước xuống mình thì mình đã tiếp tục nữa. Ừ. Tới chùa mình là ngày mai phải đón khách mới được. Ừ, sáng giờ chảnh. Đông lắm anh. Đông. Bà con đi rất là đông. Thưa quý vị, chùa An Hòa Tự chúng tôi, các hậu cần của chúng tôi cũng đang đang chuẩn bị những món ăn để mà tiếp khách, đón khách nha quý vị. Mấy ngày này là chắc hậu cần của chúng tôi cũng phải trực tiếp ở đây rồi, không được về sớm. À, kính thưa quý vị. Kính thưa quý vị, giờ đây thì ban quản tự đã chuyển nhà giữ xe ra phía sau rồi. Hồi nãy là ở phía trước nha quý vị. Thì bà con rất là đông, không thể nào để phía trước hết được. Giờ đã đem ra phía sau gửi, nơi ở phía sau này rất là trống. Ôi, có điểm đáy nước luôn. Dạ. Ôi, bữa nay mình đáy nước thuốc hay gì vậy? Dạ, đáy nước thuốc chú ơi. Nước thuốc luôn cái gì? Đây tới chiều nghe, tới chiều bà con đây tới chiều là vẫn đông luôn á. Dạ. Bữa nay có thêm ông anh mình cũng đãi rồi nha quý vị. Rồi chúc khỏe tay khỏe chân để mà tiếp đãi nha. Rồi các cô lặt rau này mạnh khỏe để lặt rau luôn. Quay đi nè. Rồi thấy rồi. Các quý vị, hiện tại các mâm cơm đã dọn sẵn. Chút xíu thì Tùng Quê sẽ trở lại đây dùng cơm. Các quý vị, phía bên chị Hai Xà thì quản lý đại cơm cho các vị làm công quả, rồi các ban trị sự, các vị ban cho làm trong ban trị sự quý vị. Rồi cộng thêm lớp học tôn chỉ hôm nay. Còn ở bên đây thì đặc biệt thì làm để đãi bà con mình ở ngoài, nên hai đơn vị làm thì nó có cái trách nhiệm hơi khác một chút.
Ừ, cho. Ồ, bữa nay mình có bánh tét mình đãi luôn hả? Dạ. À, bánh tét còn dữ nha. Đãi bữa nay với ngày mai đó là hết là nghỉ. Ồ, bánh chuối ngon quá nè. Nào. Hôm qua mình mình gói bao nhiêu cái đòn ăn cô? Cô ơi, hôm qua nè, gói nhiêu đòn hả? Qua là 500. 500 đòn hả? Ồ. Rồi như vậy là mình để ra trước luôn hả? Giờ bàn luôn hả chị? Đãi. Ờ, mấy người học cũng chỉ đó hả? Đãi, ai cũng đãi chân. Ai cũng đãi chân, lại thành cũng đãi. Dạ, dạ. Sống hòa đồng đi. Dạ, bánh rất là ngon luôn. Bánh tét con chuối. Miễn ai có vô chùa ăn là có ăn bánh tét luôn. Dạ. 500 đòn. Rất là nhiều. Ăn tới giờ mơi chưa hết luôn gì ơi. Còn mất chơi các chị này đang cà gió đang giống như lấy ruột ra rồi. Vô tổ. Vô tổ hủ vô. Dạ. Dạ. Ừ, cũng hay ăn món ăn này cũng lạ nha. Rồi khi dồn xong mình gọi lại gì? Cà gió vô dồn tổ hủ. Kho. Hấp rồi chiên. Ờ chiên hả? Hấp. Dạ. Hút nước tiền vậy. Dạ. Ồ, cái chánh đang làm gì đây? Hả? Dạ. Rau cải hành hẹ đều đem lên trên cao cho những gì? Cách mặt đất từ 6 tấc mới đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đúng rồi. Còn nếu mà nó xạ dưới đất là sẽ không đảm bảo vệ sinh. Rau muống hay gì ạ? Dạ, rau muống. Non quá ha. Bất cứ đồ đạc nào mình chưa rửa hoặc rửa rồi cũng phải để từ 6 tấc mới đảm bảo vệ sinh an toàn. Rồi. Nếu mà những người mà có học qua trường lớp thì cái câu đó là cái đó mình không biết được ha. Dạ, cái đó có học có biết ha. Dạ, còn nếu mà không từng học là người ta xài với đất người ta lặt đồ không. Thành ra chùa ăn và tự mình về chất lượng thực phẩm thì cũng rất là tốt. Đúng rồi. Còn những người vô đây nấu là phải có bằng hết, phải học qua trường lớp ăn toàn vệ sinh thực phẩm hết. Rồi, cảm ơn. Dạ. Có được thông tin. Đại hội chấm tức là cách hơi thở. Bà con dùng cơm rất là đông nhiều gì. Cái đồ này các anh em là hậu quả tập trung vô để dùng cơm rồi bây giờ. Hai bạn hết luôn đấy. Mới đi lên. Kính mời quý vị hãy uống nước, thuốc rất ngon. Nước thuốc này uống rất là mát quý vị ơi. Ủa biết cùng quê nữa hả? Hay quá ta, chị ở đâu lận? Châu Đốc hả? Có lên coi của kênh em hả? Có lâu rồi. Trời quá hay. Chị chúng tôi bữa nay quá đẹp. Thôi chúc chị mạnh khỏe. À, cái nội quý vị ở đây thì tụi quay sẽ đi lần đây là cái chỗ làm việc của mình, nơi tiểu bằng nấu phát hành sống giảng luôn mình. Bà con mình đã tới tụ đình gần xong rồi trở về.
đây chủ à, đây lễ bái. Cũng dùng cơm ở tại tôi tại nơi đây cũng rất là đông. Cô bà chị này bỏ mừng quay cho bà một miếng đi. Rồi kính thưa quý vị thân mến, bà con mình đi chùa đông quá quý vị. Nơi đây có bàn thuốc, thì quý vị nếu có bệnh thì hãy ghé đây để mà thỉnh thuốc cho uống nha quý vị. Y sĩ sẽ khám bệnh và cho thuốc chúng ta cũng chính xác. Các thợ cắm bông cắm chưa xong không quý vị. Có gì mà cái này nó dẹp hết trơn rồi đó quý ơi. Chỉ dẹp hết trơn rồi đó. Nay học cái gì nay? Học cũng chỉ. Phía trong chùa hiện giờ cũng rất là đông người đang đi. Kính thưa quý vị, có một người chị là fan của Tùng Quê, chị hay coi kênh Tùng Quê, hôm nay được diễn kiến chị đồng quý, chị ở Châu Đốc, hôm nay chị do chị bị đau nên chị không có quỳ được, quý vị cũng thông cảm cho chị nhé. Trong kênh Tùng Quê thường thường có một cái bình luận mà Phật đài phương phát mùi hương, cúi đầu đảnh lễ cậy nương đức màu, từ bi quay lực niệm sâu, độ con thoát chốn u sầu chẳng ngay. Nam mô Thích Ca Như Lai Ta Bà Quả Áo Chủ, xin ngài chứng minh. Dưới đây cái câu này là cái câu của chị ghi đó nha Nguyệt. Ai ngờ đâu hôm nay chúng tôi đã gặp fan của chúng tôi rồi. Dạ bà. Cưng ở đâu? Con ở Tiền Giang. Tiền nghe clip một chút ạ. Dĩ hả? Thì cũng Đức Ông là ở bên Đức Ông nằm tập. Dạ, tôi Đức Ông là ở Tổ Đình. À, bây giờ cưng đi bằng xe gì vậy? Xe Honda. Khi ra khỏi chùa là cưng quẹo trái. À, quẹo trái. Tới gặp ngã tư cũng chạy thẳng luôn. Chỗ đó là Tổ Đình hay gì? Tổ Đình. Dạ. Về Tổ Đình, cúng Đức Ông tại Tổ Đình nha. Ồ, vậy là cưng nãy cưng nó ở đâu? Tiền Giang xa vậy đó hả? Ồ, chúng tôi mình phải ở đây tới ngày mai không hay là chiều về? Đi trong ngày gì cũng chúc mừng gì à? Dạ. Cũng như là con đi ngày rằm, thường bình thường này. Con đi ngày rằm như ngày cái chủ nhật á, là con mới đi rảnh được ngày chủ nhật thôi. À. Đi lên đây con cúng.
dù chủ nhật bữa 12, 13 hay là 10, 11. Có nghĩa nó nhầm ngày chủ nhật thì phải mà đi chơi đâu mà đứng nhiều khi 14, 15 thì nó không nhầm ngày chủ nhật, phải không? Là nhỏ gái đi làm mất kiểu cháu ra không đi được. Rồi cũng đi hai cân ha. Cái bị này của ai? Chị tính đi lên tổ đình mà đường đi. Có em có chị con của chị rồi, em mới chị rồi. Chị cũng xong đi em dẫn qua cái chỗ của em nè. Rồi chị chỉnh lại lại đây chút xíu nữa đi. Dạ dạ chị. À, kính thưa quý vị, đây là một cái người chị là fan của mình nha quý vị. Chị rất là nhiệt tình và bình luận những bài bình luận rất là hay. Rồi được rồi chị ơi, bắt đầu đi với em rồi. Ở Châu Đốc. Ở Châu Đốc em. Dạ. Rồi chị mang dép vô. Cái thu vị Tùng Quê đang đi về hướng tiểu bang nóng phát hành sấm giảng nha quý vị. Nơi đây là ban tiếp tăng đang đang bê lại cũng gần xong. Mình hôm nay mình gặp một bà chị. Bà chị này là fan của mình nha quý vị. Bà thường coi chị thường coi. Chị thường coi kênh em không? Coi có hai máy luôn á. Hai máy luôn. Ừ. Máy nào vậy? cũng bấm ok chưa? Rất là hay. Dạ. Chị, chỗ này là chỗ em làm gì? À, vừa rồi đó hả? Rồi mời. Cái chỗ là ăn năn cải sửa. Rồi ngồi chị. Rồi chào các chị các anh. Đây là fan của Tùng Quê. Hả? Fan của Tùng Quê. Fan là hâm mộ cái fan. Hâm mộ đó. Dạ. Ừ. Bây giờ mà kể lại cho mấy chị nghe một cái chuyện mà phải nói chị này có một tinh thần rất là hay. Hôm trước có đi vô đây thỉnh thần thầy. Chú hỏi hồi mời chị dòng nước đi. Dạ dạ. Chuyện đó chúng ta suy nghiệm xét. Chị đi theo vậy là cháu là con trai của chị. Theo bài kỷ lục độc giả. Giờ rất từ lúc mà bình đến giờ là bây giờ quên hết trơn rồi cái có gia đình. Lúc đó còn trẻ lắm rồi nha. Còn trẻ. Đi độc giả theo bài kỷ lục á. Vì cũng có cái duyên với Phật pháp là còn gác ha. Lúc đó như vậy chắc còn 18 19 tuổi. Đúng rồi. Đó 18 19 hả? Rồi bây giờ anh Ban rồi cái đồ gì đây là fan của Tùng Quê mà chưa biết tên, chị giới thiệu tên luôn đi chị. Chị Bích Thảo. Chị Bích Thảo thứ mấy chị? Phan Bích Thảo thứ năm. Thứ năm ở Châu Đốc. Rồi chị là người đạo Phật giáo Hảo luôn hả? Đạo Hảo rồi đời cha đời ông ba đời ngoại ở ba đời thế này dạ. Chung ba đời. Rồi em mới nghe đứa con của chị nói không, cái này chị tu dữ lắm luôn. Như vậy là lúc này là chắc chị niệm Phật nhiều lắm hả chị? Không, niệm Phật từ lâu rồi nhưng mà không có lộ. Rồi bây giờ hồi đó đi đứng nằm ngồi đều niệm hết. Nhưng mà bây giờ mới thỉnh thầy về thờ đàng hoàng. Hồi đó nói chung là lo làm ăn. Với lại lo cái nghề làm nuôi con. Rồi bây giờ thì mình thấy lớn tuổi rồi thôi mình cúng lại rồi cúng cho đàng hoàng lại. Ăn xong rồi, sớm giờ. Quyết định là đây tới cuối cuộc đời của mình sẽ cố gắng là niệm Phật rồi tu theo thầy. Tôi đã bỏ đây đi quải theo lực đừng ngọn cơm cản trở.
hàng ngày chị niệm Phật rồi chị làm công việc mình cảm thấy vui, rất là vui, tinh thần rất thoải mái. Chứ em thấy chị là chị có công đức, có nghĩa là trong người tu mình đó, cái người mà cô tu mà đúng vậy. Bởi vì Đức Thầy nói là tu biết cách như đương biết đát, đương đắc rành, nặng như sa lon á. Tu đúng cách rồi tự nhiên thấy tâm hồn nó thoải mái. Bây giờ nói có thầy phải không? Bây giờ thí dụ đi đâu bất cứ hay bạn bè hay với ai cũng vậy, mà làm cái không có niệm Phật mà làm trong tâm nó có cái Nam Mô Di Đà Phật ở trong tâm á, cũng như nói chuyện bất cứ ai cũng vậy, cũng như là có như Nam Mô Di Đà Phật ở trong tâm á, do cái hàng ngày mình có quy tập nó quen rồi. Dạ. Cái đó là đúng, cái đó là ráng tu đem được Phật vào trong tâm. Thì cũng mong rằng chị cố gắng thêm mấy chị ăn, rồi đầu mình sẽ suy xuống chuyên cần. Có duyên với em, nghĩa là em Bích Thảo, tôi là Bích Thủy. Không, Bích Thủy. Thảo Thủy, Thủy Thảo. Thôi chị em mình bắt tay cái mà em gọi gì? Em không làm. Vậy hả? Khác hả? Rồi chúc chị đi tổ đình như vậy. Rồi chị mình sẽ đi tổ đình như vậy. Nam Mô Di Đà Phật. Kính thưa quý vị thân mến, giờ này thì khoảng 11 giờ rưỡi tại ở phía sân chùa, bà con không có ở ngoài nhiều bởi vì nắng quá, nắng bây giờ nắng cũng khá. Hiện tại thì ở phía trong thì cũng có bà con đang lễ cúng. Quý vị, hôm nay thì là ngày 16 tháng 3 2024 lịch, thì ở tại tổ đình có chương trình lễ dỗ Đức Ông là ông Quỳnh Phụng Bộ. Quý vị, tất cả bà con mình đi lễ dỗ ngày buổi sáng này ở trên đó cũng rất là đông. Thì chúng tôi thiết nghĩ thì chiều nay thì bà con sẽ đông hơn. Tất cả bà con mình tập trung về đó để dự buổi lễ dỗ. Ngày 16 hôm nay thì chỉ là tiên sương, rồi buổi chiều nay tránh lễ dỗ thì ngày mai không vậy. Kết thúc. Các quý vị, hiện tại phía trên ngôi thờ thì các lãng hoa mà các thầy cúng bông đã đem lên rồi, quý vị. Hiện tại các lãng hoa đã cắm lên. Các thầy cúng bông cắm cũng rất là đẹp luôn. Năm mới. Nơi bàn Duy Lặc cũng là cả hai cái chậu bông liên kết nhau. Kính thưa quý vị, chúng tôi cũng được biết là tại An Hòa Tự chùa thầy thì cũng có khâu chuẩn bị để tiếp khách vào hôm nay và ngày mai. Thì phía sau đều phải hậu cần, phải nấu nướng rồi đầy đủ bồ ăn để mà đãi không đi. Thì lượng khách mà đến chùa ngày mai từ buổi chiều nay và ngày mai sẽ đông. Thì chúng tôi Tùng Quê thực hiện bộ phim này thì một chút xíu nữa Tùng Quê cũng sẽ xin ngừng phim thôi, và Tùng Quê sẽ trở về nơi tổ đình vào buổi chiều mùng 6 nay. Thì nơi chảnh thì sẽ là diễn ra cái chương trình lễ cúng tiên sương cho Đức Ông Quỳnh Phụng Bộ là thân sinh của Đức Thầy. Thì chiều nay chúng tôi sẽ là về chảnh và sẽ thực hiện bộ phim tiếp theo.
Bộ phim chiều nay thì chúng tôi sẽ cho quý vị xem vào buổi trưa ngày mai nhé quý vị. Chúng tôi không thể nào làm kịp. Còn bộ phim chùa này thì chiều nay chúng tôi sẽ cho quý vị cùng xem. Các anh các chị mình cũng rất đông. Hiện giờ hôm qua đã kính mời quý vị đảnh lễ Đức Thầy. Đã tới xong. Hiện tại thì các vị cắm bông đã cắm bông hoàn toàn, hôm nay là bông mới hết quý vị. Kính thưa quý vị thân mến, giờ đây thì Tùng Quê xin tạm dừng phim nơi đây để rồi Tùng Quê sẽ làm phim cho bà con coi chiều nay, phim tại chùa Hòa Tự vào nhân ngày 6 tháng 3 âm lịch, nhân cái ngày mà lễ dỗ của Đức Công Quỳnh Phong Bộ ở tại Tổ Đình. Bà con mình đi lễ dỗ rồi cũng trở về chùa để rồi lễ Phật, lễ Đức Thầy. Hôm nay thì bà con về chùa cũng khá rất là đông. Giờ đây thì Tùng Quê cũng kính chúc toàn thể quý vị thân tâm thường vui, thường khỏe, an lạc. Dạ. Chào. Ô chào. Dạ. Vậy là các anh mình chắc ghé Tô Đình rồi phải không? Chưa. Ban sự của Phú Mỹ. Cái đồ này. Buổi chiều nay thì ở Tổ Đình phải nói là bà con chắc có lẽ là rất là đông. Hôm nay bây giờ chiều nay là tiên sương. Tùng Quê xin kính chúc quý vị, nếu quý vị xem phim mà cảm thấy được vui, an lạc thì quý vị hãy bấm like hỗ trợ cho Tùng Quê. Và nếu ai chưa đăng ký kênh Tùng Quê thì hãy đăng ký để đón xem những bộ phim tiếp theo. Và đây Tùng Quê xin chào quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật. Tất cả các thợ cắm bông đều về hết thì chỉ còn một đệ thôi vậy, đang trực tiếp cái cấm tiếp tục. Ủa như vậy là cho bàn giao lại cho cưng có như làm hết hả? Còn kìa mà tại vì đi ăn cơm cái gì đó. Dạ, còn không? Cắm này chắc cắm rồi đó rồi. Còn này nó xong. Vậy hả? Còn một tiểu đệ đang gọi lại cấm tiếp tục cho xong.